Mến chào cô chú anh chị, cô bác gần xa đã đến video tiếp theo nha cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị ơi, thì hôm nay thì Hiền sẽ tiếp bước theo chân của cô Út Sinh. Cũng trời mưa gió như thế này thì cũng đi đến tìm hiểu cái những hộ dân nghèo khó khăn, nên thành ra là không có nhà cửa thì cũng không được ổn định cho lắm, nên thành ra thì cũng cô Út cũng đến đây để mà tìm hiểu và xem xét cùng với Hiền đi vào trong kia. Dạ thì cô chú anh chị mình ơi, thì cái ngôi nhà hiện tại bây giờ thế này, nhìn vào cô chú anh chị mình thấy không, rất là cổ, che nắng được nhưng mà không che mưa được nha cô chú anh chị mình. Dạ chào cô. Dạ cô chú anh chị mình thấy không, đây là cái nhà, thì cô chú anh chị mình cũng thấy cái sự mà rất là khó khăn, chỉ là che nắng được nhưng mà không che mưa được nha cô chú anh chị mình. Thì ngôi nhà trên đây là sàn nè, mưa nó dột như vậy nè cô chú anh chị mình thấy không, quá trời khổ luôn nha bà con. Dạ thì cô chú anh chị mình thì có đồng cảm, thì cô chú anh chị có mạnh thường quân xa gần thì hỗ trợ phần nào và cho những cái hộ dân nghèo để cho có cái mái ấm che nắng che mưa nha cô chú anh chị. Nói chung là Hiền cũng làm nhịp cầu nối bên thiện nguyện để mà thì cô chú anh chị ơi, thì cô chú anh chị có biết không, đây là cái nhà cũng là nhà nấu ăn này, cũng ở khi mà trời mưa thì dột như thế này cũng không có ở được, nên thành ra là phải dọn qua một cái chòi chỗ khác để mà che mưa. À, cô chú anh chị mình thấy không, quá trời. Đây là cái nhà bếp phía sau này cô chú anh chị. Tan nát hết trơn rồi, nhìn thấy có la phong tự chế luôn nè, để mà mưa hạt những hạt mưa nó cũng dột tí tắc xuống dưới nền vậy là làm sao mà ngủ nghe gì được ha cô chú anh chị. Dạ thì ngay cái chỗ này là có một cái chòi để mà che mưa nè cô chú anh chị. Thì nơi đây thì chỗ mà ở của cái hộ dân nghèo, hôm nay thì Hiền đi vào trong đây nói chung là đi tìm hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm Quý Mão, thì giữa ban dinh thự phối hợp với chỗ các nhà tài trợ với quốc sinh thì cùng phối hợp với ban lãnh đạo là ra đây lập kinh thánh ở thành Thánh Hòa quận Thành Phố Nha Trang, thì cũng phối hợp với tổ chính quyền địa phương với tổ thủy đỏ quận Bình Thủy Đồng Cỏ xã Thành Thánh Hòa, thì đến đây để mà tìm hiểu bà con ở đây cuộc sống như thế nào. Thì hiện giờ đoàn của chúng tôi cũng như là tới đây là chỗ mượn chỗ để mà ngồi để che nắng cho mưa, còn cái căn nhà thờ dự kiến đây á là căn nhà thờ lên đây thì nếu mưa thì lúc đó ngoài không được, phải giọt nát nó tới đây để mà tìm hiểu cuộc sống bà con nơi đây. Thì nhận thấy á, thì trên góc độ của tôi á, thì nhận thấy bà con ấp Thiên Thánh này tự giác thì sống rất là khổ, thì đa số là người dân tộc Khmer, cuộc sống kinh tế không ổn định, sống là vào cái ngày nông, nhưng mà ngày nông một mùa là chỉ có được mấy tháng sống bất bên, không có đủ sống. Thì giờ đây thì dự kiến là cũng tìm hiểu được căn nhà của chú tên gì, con nói đi tên chú tên gì, con nói đi không than
Lý Đình Thông, quận 20 đó. Dạ, hỏi cô đi. Thì Lý Đình. Lý Đình. Dạ, thì bữa nay đoàn thích thuốc. Thì cô với chú đây. Thì cũng nghe chỗ ban lãnh đạo ấp chỉ địa phương ở đây. Thì cũng cho trình bày đó là cô á. Cái đây mình có việc cũng được thì khổ sở. Nhà cũng bảo. Thì hôm nay đoàn đi tới nhà tài trợ. Và có cả địa phương. Rồi trên đó có tuổi học bảo cả tháng quà. Thì chúng ta giờ phải tìm hiểu nếu như có coi nhiên được đó thì nhà tài trợ sẽ hỗ trợ cho cô được một căn nhà, còn nếu như không có coi nhiên á thì cái bàn này thì không có dám cắt xuống được, mà nếu như cảm nhận được căn nhà thì cô cảm nghĩ của mình như thế nào? Nếu bạn gì nè, là chỗ bạn thì mình có được vui không? Mình nghĩ đó cũng tốt. Cuộc sống của mình hàng ngày mình sống như vậy thì cô có mặt mướn mà phụ thêm không? Theo nhận thức về cái góc độ của con ở đây á thì nếu như mà gia đình thì có một hai ba công dụng thì cuộc sống thì nó cũng rất khổ, hai ba công dụng thì năm nay nó cũng thấp, cũng như là đất nước sẻ mình để đẹp đẹp mà được có hai ba học vua thì nó có đánh tới đâu. Ví dụ là ngày của cô là tự thêm là mặn lúa, đi tới mùa cái lúa thì mình cái lúa, tới mùa đương bạc giờ không lấy điện nữa là thất nghiệp rồi không? Thất nghiệp rồi. Thất nghiệp rồi. Nó cũng làm đã giờ nó không đánh. Bây giờ nếu như á mà hút cơ viên chỗ nhà tài trợ khắp nơi thì cô hút đây thì nói chung có thể là cái viên hỗ trợ cho gia đình trong nhà cái cảm nghĩ của mình có nhìn vui không? Chưa nhớ. Rồi bây giờ mình có đôi lời, mình nhìn kìa cái màn ảnh mình có đôi lời là mình ơn gì mình là không làm không nổi không. Mình tìm ra mình ăn con cháu của tâm lý. Như là tính đó là tất cả các nhà. Có đôi mà tất cả tóc đôi á. Thì cũng đại diện cho đoàn đi, cũng phải dám tạo điều kiện, dám tạo điều kiện. Nếu như có duyên thì các nhà lãnh đạo sẽ hỗ trợ cho cô, cho nhà để chờ che nắng che mưa để yên tâm những bà con sống sau này. Rồi, chúc cô với chú là được nhiều sức khỏe nha, cháu là tinh tấn luyện tập luyện tập đây. Phải không? Phải. Đấy, mấy tuổi rồi hả? Hôm nay là chú là cũng 79 tuổi rồi. 79 tuổi. 80. Con luôn. 80. Tôi nói là thường thường tôi nói là cái gì mà chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là duyên ba đời, con cuối là duyên duyên ba đời với nhau à. Và có bạn về đây nữa thì mà năm nay duyên thì sao khổ quá. Cũng không có nhà ở, thì cũng nhà các nhà hảo tâm cũng như các bạn thần quân mình tạo cái duyên mới luôn cho cô chú đây, để cái căn nhà mới để ở. Dạ. Rồi tôi đồng hát ba chú ơi. Dạ thì thưa quý vị, thì nói chung thì cũng đã đi tìm hiểu và có những cái khổ mỗi nhà mỗi cảnh hai cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình xem trên video của Hiền, thì nếu mà có lòng thì cô chú anh chị cứ liên hệ vào số Zalo của Hiền hoặc là liên hệ vào xã ấp ở tại xã Khánh Hòa, huyện Vân Thành, tỉnh Kiên Giang nha cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị, thì video của Hiền đến đây là kết thúc. Hẹn cô chú anh chị vào video tiếp theo để chúc cô chú anh chị mình ngày mới được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, vạn sự như ý.